Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy đang có mặt ở triển lãm Long Biên. Và có một cái thông tin rất là vui quý vị ạ. Có một cái tác phẩm đặc biệt từ Đài Loan về và đang chuẩn bị hạ xuống triển lãm Long Biên. Thì đó là tác phẩm nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến vị trí đó quý vị nhé. Ngay phía trước là cái xe cẩu đang cẩu cái tác phẩm đó. Đây là cái thông tin cực kỳ bất ngờ gửi tới quý vị. Một tác phẩm rất là đặc biệt. Quý vị nhìn cái tác phẩm, tác phẩm xì rất đặc biệt. Anh Hùng ơi, chào anh Hùng. Chào. Anh ơi, anh chia sẻ một chút. Em nắm bắt được đây là một cái cây xì Đài Loan, từ Đài Loan về, đúng không anh? Đúng rồi. Thế anh có thể chia sẻ một chút là anh tác phẩm xì này thì anh mua từ Đài Loan về hay là xì này là một hay là anh mua qua người ai? Đài Loan. À. À, cái này mình rất thích khi xem ở triển lãm trên phim ảnh của Đài Loan. Vâng. Sau khi mà mình thích quá thì có một chú em chú đi vào sang Đài Loan xem triển lãm. Vâng. Thì mình mới bảo chú là thôi bây giờ em sang hỏi mua giúp cho anh. Vâng. Sau khi mà chú sang thì là chú hỏi mua thì lúc bây giờ là chủ nhân không muốn bán đâu. À. Thế mà quay. Mình mới năn nỉ mãi thì chú mới mua được. Vâng. Mình rất là tâm đắc với cái tác phẩm này. Vâng ạ. Chúc mừng anh chị. Không quay tròn đấy. Không ai đuổi mặt một tí nhá. Công tác chuẩn bị để hạ tác phẩm đặc biệt này. Anh Hùng ơi, em xin anh Hùng mấy phút nhỉ? Anh Hùng có thể chia sẻ là vừa rồi em thấy anh là anh có thể chia sẻ là cái cây này thì anh có chia sẻ là đã đi triển lãm ở bên Đài Loan rồi đúng không? Thế thì em tò mò một chút là triển lãm ở bên đó thì tác phẩm này đã có những cái thành tích gì cho anh? Cái này đã trưng bày rất nhiều năm ở bên triển lãm Đài Loan. Vâng. Và cái này đã đạt rất nhiều huy chương vàng. À. Chính thức là mình biết là ba huy chương vàng rồi. Ba huy chương vàng rồi. Và trong cái đó là từ năm 2018 ấy. Vâng ạ. Vâng ạ. Thế thì cây này có tên là gì anh nhỉ? Ở bên kia thì mình không biết là cái tên Trung Quốc ở bên Đài Loan. Nhưng mà tên Việt Nam ấy thì mình gọi nó là tác phẩm Cầu Kiều. Cầu Kiều anh. Cầu Kiều. Dạ vâng. Thế anh có cái hình ảnh mà những cái chứng nhận hay là những cái giải vàng ở bên đó không? Có mà. Cái này. À thế anh cho em một quý vị xem cái nào. Có quý vị nhá. Ba huy chương vàng rồi. Đâu anh? Đây cả ảnh cái kích thước của nó luôn này. À. Đây quý vị nhá. Ảnh đây này. Tên đây này. Dạ vâng, cảm ơn anh. Muốn sang thì phải bắt cầu kiều. Muốn có nay chữ thì phải yêu với thầy. Vâng, một cái tên rất là hay và ý nghĩa. Tác phẩm Cầu Kiều quý vị ạ. Muốn sang thì bắt cầu kiều mà muốn yêu con chữ kiều con em. Mình chứ không cười ạ. À, anh tuyển gà tre này. Chào anh nhá. Chào chị ơi, chào chị. Chị tên là gì nhỉ? Gì chị? Tên là Mai. Chị Mai à? Mai chứ không phải hôm nay à? Không, Mai nhá. À Mai hả? Mai chứ không phải hôm nay. Mai bận rồi. Chào anh Thăng nhá. Chào các anh em, chào anh. Hôm nay ở triển lãm trường Việt liên tục quẩn về. Hôm qua thì thành quán quan, hôm nay thì lại có anh Hùng. À thế à? Sang thì bắt cầu kiều. Mọi người bởi vì là chưa có triển lãm nào mà kéo dài hàng tháng cái này đúng không? Đó là và ngày nhận cây thì chưa kết thúc. Chưa kết thúc. Vẫn chưa kết thúc đâu quý vị ạ. Hình như là 11, 12. Đã. Sau khi không. Chưa có ngày kết. Mà vẫn cứ nổ liên tục này. Và giao dịch cây liên tục. Giao dịch cây liên tục quý vị nhá.
Đây, nhà vườn anh Thành Quán Toan vừa mới hôm qua chuyển cây đến và anh chuyển rất nhiều cây quý vị ạ. Không phải là một cây đâu, rất nhiều cây. Và hôm nay thì anh Hùng Siếc mua một cây si Đài Loan từ Đài Loan về. Bà xã Đức Huy sẽ ghi cho quý vị cái quá trình hạ tác phẩm Cầu Kiều của anh Hùng Siếc xuống triển lãm Long Biên. Đây cũng là tác phẩm của nhà vườn anh Thành Quán Toan. Thành Quán Toan mang đến rất nhiều cây. Chúng ta sẽ tập trung với tác phẩm Cầu Kiều của anh Hùng Siếc. Cây bắt đầu được nâng lên rồi quý vị ạ. Một tác phẩm có cái đường thân rất ấn tượng quý vị ạ. Tác phẩm lấy tên là Cầu Kiều. Quý vị nhìn thấy nhìn một cái đường thân thân trắng long. Tác phẩm đẹp lắm quý vị ạ. Đây là mặt chính của tác phẩm. Và nhìn từ trên cao quý vị thấy một tác phẩm si Đài Loan cực kỳ xuất sắc. Đường thân Mô Sa Đô Huy cảm nhận cây rất già quý vị ạ. Cây rất già. Cái tên Cầu Kiều thì cũng rất hợp với tác phẩm này. Ta nhìn ở bên này thì chúng ta cảm nhận như đầu con rồng, con thú được vậy. Đây quý vị này. Có một cái nét hình thú ở đây. Nhưng bác sĩ Huy cảm nhận là cái tên Cầu Kiều là cái tên rất hay và ý nghĩa. Ta chiêm ngưỡng mặt chính của tác phẩm. Đây cũng là một cái tác phẩm có cái đường thân rất riêng. Và đường thân này thì quý vị nhìn thấy cái nét chùn da voi, lù cơ địa. Một tác phẩm đã gặt hái được nhiều cái thành tích ở bên Đài Loan và đang có mặt ở triển lãm Long Biên. Và tác phẩm của anh Hùng Siếc quý vị nhé. Một cái thông tin mới nhất mà Sa Đô Huy cập nhật gửi tới quý vị. Và triển lãm Long Biên, một cái điểm nhấn rất là lớn đó là tác phẩm nổi tiếng từ Đài Loan đã có mặt. Và đây là một cái nét độc đáo của các nghệ nhân ở Đài Loan. Thì đây cũng là một cái màu sắc, một cái đường nét ấn tượng của tác phẩm do anh Hùng Siếc sở hữu và mua về. Bóc ra rêu vần rêu sau. À thế hả? Anh Hùng ơi, anh có thể chia sẻ thêm một chút anh ơi. Thì tác phẩm này thì sau bao nhiêu ngày anh đón từ Đài Loan về? Thì từ Đài Loan về bên này là mất 15 ngày. 15 ngày đón rước về à, đây. Về Sài Gòn. À, thế cái đoàn mà đoàn đi đón dâu này có đông không anh? Không, chỉ có hai vợ chồng tôi thôi. À thế à. Mình không đón dâu đâu người. Bí mật gì ai? Đón... À có hai đón... vợ chồng anh thôi. Thế à. Ai đi à, đoàn đi đón dâu chỉ có hai vợ chồng anh thôi. 15 ngày. 15 ngày thì đêm hôm qua tôi mới bay trong ra. Vâng ạ. Thế thì anh cái cảm xúc của anh ngay bây giờ như thế nào? Khi tác phẩm đã đặt xong mà cái vị triển lãm rất sung sướng, rất sung sướng. Tại vì chơi cây mà nói từ sung sướng là sung sướng lắm rồi, đúng không? Rất phấn khởi. Bởi vì để mà có một tác phẩm để trưng bày
mà nó đặc biệt thế này á, là người yêu cây á, là phải say đắm. Vâng. Thì mới có được tác phẩm này, dù tác phẩm nó không phải là ít tiền. Vâng. Cho nên là mình được sở hữu nó, đấy là cả một niềm hạnh phúc của mình. Vâng. Và hơn nữa thì tác phẩm đã có những cái thành tích đáng kể rồi ở bên Đài Loan rồi. Vì đây là một cái màu sắc đặc biệt đến với triển lãm Long Biên. Và quý vị yêu cây trên cả nước, quý vị nhé, triển lãm Long Biên. Cảm ơn rất nhiều, rất quý về với Việt Nam. Triển lãm Long Biên là một triển lãm duy nhất thì vẫn đón nhận những cái tác phẩm. Bởi vì là khai mạc thì đã diễn ra khoảng gần chục ngày rồi, nhưng ban tổ chức vẫn đón nhận những cái tác phẩm mà các đơn vị mang đến. Và đặc biệt là cái tác phẩm này của anh Hùng thì vừa mới từ Đài Loan về, chuyển ngay thẳng đến triển lãm Long Biên. Quyết định là phải lấy bằng được. Vâng, đó là một điều rất là tuyệt vời. Em chúc mừng anh chị đã sở hữu được những cái tác phẩm quý này và lan tỏa về tới quê hương của Việt Nam. Cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào đề tất cả các chú các anh nhé. Mọi người cũng đang có mặt rất đông để chiêm ngưỡng tác phẩm si quý này. Không, chưa tí nó cắt cây xong mình lấy luôn. À, bấm lại ra mà lấy cái rêu xanh. Rêu xanh có rồi. Đây này. Đây rêu nguyên mà. Chắc là vận chuyển. Giữ rêu ấy. Đây là sản phẩm cái này là giữ rêu ấy. Anh ơi. Thưa quý vị, khép lại thì em muốn tất cả mọi người đang có mặt ở đây lưu lại một kiểu ảnh nhỉ? Được ạ. Đây, anh ơi. Anh em. Thưa quý vị, anh Hùng rồi cùng tất cả mọi người đang có mặt ở đây lưu lại một kiểu ảnh bên tác phẩm Si vừa mới đã hạ cánh ngang xong quý vị nhé. Tác phẩm Cầu Kiều. Mời các anh nhìn đây cho em nhé. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, ok. Và thưa quý vị, Bô Sa Đô Huy cũng xin khép lại thước phim chia sẻ tác phẩm Cầu Kiều của anh Hùng Siếc tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.